Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh IC Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, các mỏ sao vàng Đại Nguyệt nằm lần lượt ở phía tây và trung tâm của lô 051B và 051C thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam. Giáp với mỏ Đại Hùng và Thanh Long, xa hơn một chút, tại lô 052 và 3 là các mỏ Mộc Tinh và Hải Thạch. Độ sâu mực nước biển tại khu vực mỏ khoảng 120 mét, Vị trí của mỏ sao vàng Đại Nguyệt có thể mô tả sơ bộ như sau: Cách Vũng Tàu khoảng 300 km theo hướng đông nam, cách đường bờ biển gần nhất của Việt Nam thuộc tỉnh Trà Vinh khoảng 273 km, cách các đảo Hòn Khoai 423 km, Côn Đảo 220 km, Phú Quý 236 km. Dự án phát triển mỏ sao vàng Đại Nguyệt là dự án khai thác khí và condensate tại khu vực ngoài khơi đông nam Việt Nam. Mỏ Sao Vàng có 5 giếng khai thác khí với lưu lượng khai thác tối đa đạt 185 triệu bộ khối khí trên một ngày. Mỏ Đại Nguyệt có 4 giếng khai thác khí với lưu lượng khai thác tối đa đạt 80 triệu bộ khối khí trên ngày. Tổng lượng khí xuất bán tối đa từ mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt khoảng 175 triệu bộ khối khí trên ngày. Tổ hợp khai thác và xử lý được lắp đặt mới tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt bao gồm dàn khai thác xử lý trung tâm SVCPP và tàu chứa xây FSO đặt tại mỏ sao vàng. Dàn đầu giếng DNVKHP được thiết kế không người ở, đặt tại mỏ đại nguyệt và hệ thống đường ống nội mỏ. Quy trình khai thác khí như sau, khí từ 5 giếng khoan trong mỏ sao vàng và 4 giếng trong mỏ đại nguyệt được đưa về dàn CPP để được xử lý, gia công thành khí thành phẩm và sau đó sản phẩm khí sẽ được đưa theo đường ống Nam Côn Sơn về bờ. Còn condensate, xăng nhẹ thì được đưa về tàu FSO để phân phối cho khách hàng. Tháng 8 năm 2019, Việt Nam lắp đặt thành công chân đế giàn khai thác và xử lý khí sao vàng SVCPP nặng 14.500 tấn. Khi đó tàu Hải Dương Địa Chất 8 đang xâm nhập vùng biển Việt Nam. Tháng 6 năm 2020, Giàn xử lý trung tâm sao vàng được lắp đặt. Tàu Hải Dương địa chất 4 đi vào vùng biển Việt Nam ở gần khu vực. Tháng 11 năm 2020, tại điểm tiếp nhận khí vào bờ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã phối hợp tổ chức lễ đón nhận dòng khí đầu tiên từ mỏ sao vàng đến đường ống tiếp bờ Nam Côn Sơn 2. Tháng 3 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định công bố mở cảng dầu khí ngoài khơi Sao vàng Đại Nguyệt. Cảng dầu khí ngoài khơi Sao vàng Đại Nguyệt thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khả năng tiếp nhận tàu biển chở dầu, tàu dịch vụ dầu khí, tàu công trình biển và giàn khoan có trọng tải đến 150.000 dwt. Tháng 8 năm 2021, giàn chân đế và khối thượng tầng của giàn đầu giếng Vkhp ở mỏ Đại Nguyệt được lắp đặt. Tàu hướng Dương Hồng 10 xuất hiện ở vùng biển Việt Nam. Tất nhiên, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo chúng tôi, các tàu nghiên cứu Trung Quốc nhiều khả năng đã vào vùng biển Việt Nam để do thám các hoạt động của Việt Nam liên quan đến công tác lắp đặt. Mới đây, vào ngày 2 tháng 9 năm 2021, hãng MC Demod của Mỹ ra thông cáo cho biết họ đã hoàn tất việc vận chuyển và lắp đặt ở mỏ sao vàng Đại Nguyệt thuộc lô 051B và 051C của Việt Nam. Như vậy, mọi công tác lắp đặt tại mỏ sao vàng Đại Nguyệt đã hoàn tất và cũng rất bất ngờ khi một công ty của Mỹ tham gia vào dự án này. Trước đó, vào đầu tháng 7 năm 2020, tàu tác chiến cận bờ của Mỹ USS Gabrieli Gipkop, tàu tác chiến cận bờ của Mỹ USS Gabrieli Gipkop, LCS-10 đã áp sát tàu Hải Dương 4 trong vùng biển Việt Nam sau khi dàn xử lý trung tâm sao vàng được lắp đặt và ở rất gần tàu Hải Dương 4 là các tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam. Giống như thể Việt Nam và Hoa Kỳ cùng phối hợp để chặn đầu, khóa đuôi tàu Hải Dương 4 của Trung Quốc. Điều này cho thấy dường như Việt Nam đang hợp tác với Hoa Kỳ nhiều hơn tại các vùng biển chủ quyền tại Biển Đông trước sức ép không hề nhỏ từ phía Trung Quốc bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau